mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Mến chào tất cả các bạn đã đến với Cái Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cái Nền. Tôi là Trang, là thành viên của Cái Nền, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã viết thư cho thầy nhân dịp sinh nhật 75 tuổi của thầy. Sau khi đọc xong, thầy muốn tôi chia sẻ những tâm tư này lên Cái Nền Radio để mọi người được lắng nghe những tâm tư của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy mình đâu đấy trong bức thư, hay bức thư có thể tiếp thêm động lực trên hành trình của chính bạn. Sau đây, tôi xin đọc bức thư của mình. Gửi thầy kính yêu. Có nhiều người quan trọng mà sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cuộc sống của con, và thầy là món quà vũ trụ mang đến cho con trên hành trình đi tìm ánh sáng cho chính mình. Hôm qua là sinh nhật 75 tuổi của thầy. Con biết là công dân của vũ trụ như thầy, thầy sẽ nhận được nhiều lời chúc từ vũ trụ để tri ân vì tình yêu thương và sự cho đi không mệt mỏi của thầy. Con viết thư này nhân dịp sinh nhật thầy để gửi đến thầy lời cảm ơn thật sâu sắc từ trái tim mình, cùng những suy tư của con về những điều thầy đã gửi gắm. Lần đầu tiên con được gặp thầy ở trường đại học Hoa Sen, nơi thầy có buổi hội thảo về nghệ thuật thương thuyết. Đến bây giờ thì con mới hiểu việc con đến gặp thầy là do vũ trụ sắp xếp. Con đã bị cuốn hút bởi cách trình bày giản dị về nghệ thuật thương thuyết qua câu chuyện thằng bờm và cái quạt mo. Để từ đó, con luôn dõi và đi theo thầy mỗi khi có thể trên hành trình khắp nước Việt qua câu chuyện kỳ diệu có tên là Cái Nền. Cái nền đầu tiên con tham dự cùng thầy là ở Đà Nẵng. Con vẫn nhớ hôm đó thầy nhìn con và nói: "Trang à, con đang không hạnh phúc." Và đưa vào tay con cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường của thầy. Con đã đọc ngấu nghiến nó và tìm thấy bài học thực sự với chân lý thầy muốn gửi gắm trong cuốn sách. Kể từ đó, con luôn thấy bình yên với chính mình vì tất cả hành động con làm đều đi theo sự chỉ dẫn của lương tri. Và trong con không còn khái niệm tốt hay xấu nữa, mà chỉ còn sự phù hợp. Con hiểu có thể trong các quyết định của con, ai đó khi còn khái niệm tốt hay xấu thì họ sẽ phán xét hay chê bai. Nhưng khi con đã quyết định đúng với lương tri của mình thì điều đó là điều tốt nhất con có thể làm. Sau Cái Nền đầu tiên, con được trải nghiệm nhiều nơi trên Việt Nam cùng thầy, và điều đó làm con thêm yêu đất nước mình. Khi đứng trước sự giàu có và đa dạng của đất nước, con thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi chuyến đi, thầy đều gửi gắm cho mọi người những bài học vô giá, và đặc biệt luôn nhấn mạnh bốn giá trị của Cái Nền mà đối với con đó như là sự chắt lọc từ cả cuộc đời thầy. Bốn giá trị đó là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Hành trình con đi cùng thầy đã được 1,5 năm. Trong hành trình đó, ngoài những bài học con được nhận, con cũng may mắn nhận được những lời khuyên của thầy ở một số thời điểm quan trọng. Đôi khi đó chỉ là một câu nói, nhưng bây giờ con nghĩ lại, đối với con, đó như là ánh sáng trong một đường hầm. Chính con cũng không hiểu vì sao, mỗi lần con gặp, nghe hay nhắn tin với thầy, con đều cảm nhận được tình yêu thương tỏa ra từ thầy. Nó như một chất xúc tác khơi dậy tình yêu thương trong con. Giờ đây, khi ngồi viết thư cho thầy, con đã tự tin lĩnh hội được những điều thầy muốn gửi gắm. Con yêu thương bản thân mình và yêu thương cuộc sống này. Con đang sống với bốn giá trị, không chỉ trong Cái Nền mà trong cả cuộc sống của mình. Từ bây giờ, con tự tin có thể chơi một cuộc chơi bình đẳng, dù trước mặt con là ai, với sự hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực của mình. Thầy là món quà của vũ trụ giúp con nhận ra thầy của các vị thầy chính là bản thân mình chứ không là ai khác. Con đã ngộ ra khi con không là ai cả, con chỉ là con, thì con đã luôn đủ sự thông thái và trí tuệ để làm được mọi điều con muốn. Con cũng có chút suy tư muốn gửi đến thầy. Con có chút buồn cho giáo dục Việt Nam bây giờ. Nó thực sự là một thất bại, một nền giáo dục đào tạo ra những con người đầy sợ hãi, sử dụng đầu óc để thuộc lòng nhiều hơn là trái tim. Họ không biết rằng
sử dụng đầu óc chỉ mang lại sự thông minh, nhưng sử dụng trái tim sẽ mang lại sự thông thái. Con mong thế hệ của con bây giờ đang là ông bố, bà mẹ thì hãy là ông bố bà mẹ thật thông thái. Chúng ta sẽ cùng giáo dục nên thế hệ trẻ đầy nội lực, sẽ mạnh mẽ, can trường và đầy hoài bão như dân tộc Israel, trái tim thì đầy nhân ái, bình yên và an lạc như dân tộc Bhutan, nhưng cũng mang trong mình bản sắc riêng là hài hước và lạc quan của dân tộc Việt Nam. Con đã nhìn thấy một Việt Nam thịnh vượng như vậy sau 20 năm nữa, và điều thầy đang làm là góp phần đặt những viên gạch vững chắc cho hành trình đó. Cả thế giới hiện nay đang trải qua vấn nạn COVID, và Việt Nam cũng không thoát khỏi vấn nạn đó. Nếu ai hiểu và thấu được về việc sống thuận tự nhiên thì sẽ biết rằng mọi việc xảy ra là việc cần phải xảy ra, những người ta gặp là những người ta cần phải gặp. Con mong chúng ta cần nhận ra chúng ta chưa bao giờ là bá chủ của thế giới, khi chỉ một virus nhỏ bé đã khiến cuộc sống của chúng ta xáo trộn rất nhiều. Và ở bản thân mỗi người, tất cả những trải nghiệm sẽ đến, dù có vị gì, chua, cay, ngọt hay bùi, thì đều là những hương vị đặc biệt của cuộc sống. Hãy tận hưởng những hương vị đó và luôn nhớ rằng trước bình minh luôn là đêm tối. Đó là những lời cảm ơn và suy tư của con. Con mong thầy có thật nhiều sức khỏe. Con biết ơn và yêu thương thầy thật nhiều. Đó là bức thư của tôi gửi đến thầy. Trước khi kết thúc phần chia sẻ của mình, tôi xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe, lạc quan và tích cực để cùng nhau vượt qua đợt dịch đầy thách thức và khó khăn này. Xin chào tất cả các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.